Xin chào mọi người, đây là chuông zin của Estin, và hai bộ này thì mọi người thấy là có thể dùng cho Estin MS 200 và Estin 020, tay dài hoặc tay cụt. Đó, đây là một bộ chuông zin của Estin nha mọi người nhé. Anh chị em nào đang dùng mà máy cưa Estin MS 200 hoặc là MS 201 đó, thì anh chị em có thể là lấy bộ chuông này về ráp vào là xài luôn nhé. Nó là chuông trái khế này, chuông này là mới 100% nha anh em, chuông mới 100% đó. Chuông zin thì anh em xài thì chắc chắn là sẽ yên tâm rồi, rất là bền. Anh em có thể dùng cho Estin 192 hoặc là 192 ok nhé, 192, 193 ok luôn. Đó, anh em nhìn thấy tương thích thì alo cho mình nhé. Cái này nó sử dụng 6 khía này. Đó, chuông quả khế, 6 khía. Rất là đẹp. Rồi, hàng zin nhé mọi người nhé, hàng chính hãng zin 100% nhé. Đó, đây là hàng zin làm lên. Đó, anh chị em nào cứ cần thì cứ alo cho mình. 192, 193, 192, 193, 194 có thể xài được này. MS200, MS201 này. Đó. Chuông mà loại chuông ngửa ra ngoài này mọi người này. Đó, chuông quay ra ngoài này nhá. Đó, cái loại chuông ngửa ra ngoài. Rồi những con tay dài, tay cụt đều có thể xài được hết nha mọi người. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì alo cho mình. Số điện thoại của mình là 0947207718 hoặc là 0941797478 nha.